trước đi làm bà mở quảng cáo mình ế quá nghỉ làm quảng cáo bà quảng cáo làm một quận sáu nhưng mà làm không làm bà quảng cáo ở khu mình đây nè mà ế quá nghỉ đâu mua hàng ế quá nghỉ. Hai bố con đang ra chiêm đang chiêm ngưỡng thả diều sáo. Hai ra đây chơi ông bạn. Hai ra đây hai này bữa nay ra hai bố con đâu bữa đầu. Mấy bữa lúc trước ra thả hoài thả mấy diều nhỏ nhỏ nè. Dạ đổi hướng. Đổi chưa? Con thằng một thằng để nó. Có lẽ mà nó nhả bị hai anh làm nó bỏ rồi chưa. Là đứa con gái nữa. Mới 40 bốn mấy tuổi mình đẻ tốt mà. Chị năm 82. 82 43. Nếu đèn. Chắc vào nhá, đang gió về đấy nhá. Không có bay hay. Bay hai bố con á. Hai bố con nhà đâu? Đường vào nhau lắm tốt. À, từ tít tít luôn gọi dầu qua đây cũng hơi xa đấy chứ rảnh rảnh không được. Tao biết rồi bạn, tao bên bắt chiều bên này. Nó lúc trước đi thả đây hoài vậy. Buổi chiều cái gì? Hồi lúc trước lên đây nó còn mấy cái giải nhà mấy cái giải có làm đồ mày nọ sao mày đập bỏ. À vậy ông qua từ lâu. Ông còn qua trước mình. Sáng thì nó có mấy ông chơi thả trực thăng thả mấy con vẹt á. À đúng rồi. Đúng rồi mấy con vẹt đấy, mấy ông ở gần chỗ cầu xéo đấy. Dân đầu kéo thì làm lên chỗ cuối đường Bình Long á. Này giáo sư Tân ra rồi. Ai đấy? Bộ ông trưởng bỏ xe kia nó chạy xuống. Tân. À, ra là sớm rồi là kéo trong chát tao ấp nó. Con này nhất cũng. Ủa con nó của ai Hùng? Con này nhất mấy trăm mét. Mấy mét? Con này lúc nãy là mấy trăm. Một chiếc một dây này là không thả nổi đâu. Đúng rồi. Sức của khỏe biết rồi. Mấy chục con diều rồi. Xe ô tô giờ có cái có 15 triệu. Ừ. Căng công nhiều lắm. Còn dõi ra phát là nó đảo đi liền. À đó. Cho công lắm không? Ra mà đem hoa coi. Ờ. Nay cũng 10.000. Em Nguyễn Lệ à? Dạ có lắm. Siêu VIP. Má bộ này bữa ông Tân mày đăng mẹ kêu ác phết. Bữa tối tối mày đăng mỗi cái tiếng sáo không phải không ta? Em kia vậy đó. Chưa âm hả? Mitamitsu. Minh gì? Hồ lô. Cầm chỗ. Mới luôn. Mới tinh. Lần đầu phát chân nha anh em. Lần đầu. Bỏ thế. Đó bây giờ bụng. Bởi vậy em nào mà vô tay hụt là dễ bụng màu lắm. Đuôi rãi. Bữa nay phải tháo nào Tân, mọi hôm em đâu có tháo nào. Qua tắm sông. Qua tắm sông à? Đây còn đâu có mang con giường của khác nào đâu. Đây này là công VIP á. Bộ công tối hôn. Công VIP. Cái này là chỉ có đem này là test trước xong rồi mới bốt mà mang qua bên tập A chơi. Tối hôn. Con diều này mới tinh nha các bạn nha. Mới làm xong rồi luôn. Của giáo sư Hùng đấy mới làm. Cái gì? Kéo rồi.
Nay test đều đầu nha anh em. Da rắn hẳn hoi luôn. Da rắn này. Tụ mà bát. Bát này nó hàn kiểu này chắc là chống cái chống. Chống vậy nhìn nó vậy đơn giản vậy mà chắc gấp mấy lần luôn đấy, không có cái chống. Bây giờ chắc nó làm kiểu giờ nó phải kinh nghiệm. Cái giống kéo thì nó mũi. Mới cũng qua à, 4:30 rồi đó. Từng nghe phát từng quản đi. Mày nghe ổ chuông của em. Ổ chuông em hơn đó, tại bọc chót. Con anh gia độ mà. Con anh kìa. Gió mà gió lớn này thì cứ chơi 3m8. Lại mắc rồi. Ờ mắc cái lô á. 2 vòng. Ông thủ ơi, chồng ơi. Tiếp tục. Mày đem một con tới với em con tới. Hai con đang mắc vào nhau rồi. Hai con. Áo con ra. Chứ giờ con kia mà đi ra con kia là đủ mấy cổng dây này người đứt liền. Ra rồi đó phải không? Quá gió. Ra rồi, ra rồi, ra rồi đấy. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Đấy nè. Mày lấy mắt vào một cô nữa kìa. Đấy nè. Đứng đi mày. Chuẩn bị cho bay em này nhá. Đang xuống chiều đó. Thay sáo. Mới có cái máy bay hở bạc bay ngang qua đây này các bạn. Rồi cái đầu khói này nó xả ra nó hở bạc kinh khủng, máy bay đó. Lâu rồi chắc không bảo dưỡng. Rồi, nhẹ nhàng. Rồi thay sáo chuẩn bị bay lại nhá. Test cái bộ này mới này. Hòa âm mới này. Úi trời ơi. Đó gì vậy? Con điều ký đồng hồng một phần hết luôn. Hai ụp lắm mà bình thường mà. Quá không nhanh mà giờ nó ngu. Bên này là khí động học nha các bạn nhá. 3-4 con này. Đây diều đây. Ông xả diều. Diều nó ụp vô đây. Đó. Rồi đang hạ. Đang xuống con diều. Mấy mẹ con đang xuống con diều rất to. Đấy, ghê. Đây đang xuống con này. Con này bay chưa bự mà nhiều con nó bay đâu có cân đâu. Nghe đây. Chết rồi, rối rồi. Căng quá, quay
quay khoảng căng quá nhớ. Tưởng đang thả bé lớn hả? À? Đón bé lớn hay là à chở ăn con ra. Mẹ con ngày nào cũng chở một đống gì vậy. Chở hổ hả? Chở hổ cho cậu ba 13 con. Trời ơi. Là chở em con rồi xong rồi chở con này, chị con này, anh con này, bốn người. Chở nhiều quá. Lật à? Bên phải là trái. Ông. Ông vàng. Xịt khói luôn. Mới tin. Thôi chuẩn bị leo tí xíu rồi cho lên lại nhá. Ong vàng. Hơi bị lật tí xíu. Nói chung là diều hơi hơi khó các bạn ạ. Nhiều khi lên rồi phải nó hơi bị lật trái lật phải rồi nó phải xuống rồi chỉnh. Chưa lèo một tí xíu thì nó mới lên được cân bằng nhé. Chứ đôi khi là không thể nào mà lên một cái là được ngay. Nhiều khi mình phải vừa lên xuống vài lần để bắt đầu mới được như ý được. Chứ không thể nào mà cho lên một cái là được ăn ngay. Có nhiều khi thì con diều rất hiếm con nào mà lên một lần là được luôn đâu các bạn ạ. Mình phải chỉnh tới chỉnh lui vài lần thì mới được. Nay trên bầu trời của chúng ta đã có 8-9 con là các bạn ạ. Hơi nhỏ tí xíu. Còn khu vực bên này là khu vực ký động học của chúng ta nên các bạn nhé. Đây là diều chợ. Hôm nay thứ 6 nên không được đông mấy. Đây bãi diều của chúng ta đây, cánh đồng diều đây là hiện tại giờ đang có đang dưới đất có 5 con rồi đây. 1, 2, 3, 4 này, 4 con, 5 con đang nhỏ mày. Trên bầu trời của chúng ta đang có 6 con đang bay nữa rồi. Là hôm nay tổng cộng 11 con. Rồi, con này của chúng ta đã chỉnh leo lại rồi. Không biết lên có thành công hay không. Thì các bạn hãy xem cho mày lại. Kêu hùng có chạy nhá. Giật không được đâu. Giật tay luôn, không được. Hùng ơi, chạy cho công cái này. Rồi, cho bay lại con này nha các bạn nha. Lần thứ 2. Rồi, líp sáo luôn. Rồi, cân bằng các bạn ạ. Cân bằng. Nói chung là thả diều sáo là cả một môn nghệ thuật của dân gian của ông cha mà ta để lại ngày đời xưa nhờ. Rất khó các bạn ạ. Nhiều khi lên một cái là phải hạ xuống rất cực. Nói chung là môn này rất, bộ môn này rất là cực. Không đơn giản vậy đâu. Oh my god. Wow. Oh my god.